Hello everyone, lại là cô Lan Phương, giảng viên tại Oxford English UK Việt Nam đây. Trong video ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các em trả lời một câu hỏi Speaking Part 3, chủ đề về tiền bạc, money. Đây là một chủ đề rất hay được hỏi trong các bài thi IELTS Speaking và cụ thể trong Part 3 là phần giám khảo sẽ muốn mình thảo luận một cách đa chiều và nhiều khía cạnh. Hãy cùng nhìn vào câu hỏi sau đây nhé. What do people in your country save money for? Với câu hỏi này thì có thể sẽ gây nhiều khó khăn cho các bạn thí sinh đi thi, bởi có lẽ là chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới việc là phải sử dụng tiền tiết kiệm để làm gì. Vậy thì với câu hỏi này, cô hướng dẫn cho chúng ta một cách khá là thú vị, đó là mình có thể chia làm hai hướng tương đương với hai độ tuổi hoặc là hai nhóm tuổi khác nhau. Ví dụ như là người trẻ thì sẽ có xu hướng tiết kiệm tiền để đi du lịch hoặc là để chi trả học phí chẳng hạn. Và ngược lại, người già thì lại có xu hướng tiết kiệm tiền để cho con cháu của họ hoặc là để họ dưỡng già chẳng hạn. Mình cùng tham khảo câu trả lời mẫu dưới đây nhé. I suppose it's up to different purposes why the young save money for traveling or paying tuition fees. The elderly tend to keep the money for health service and their kids. However, young people have more desire than the seniors, so they often spend more than their savings. Với câu trả lời vừa rồi của cô thì cô đã sử dụng được một vài cụm từ khá là thú vị về chủ đề này. Mình hãy cùng nhìn vào chúng kỹ hơn nha. To be up to có nghĩa là tùy vào. Tuition fees, học phí. Keep the money for, dành tiền để làm gì đó. The seniors, chỉ người lớn. Spend more than their savings, tức là tiêu hơn mức mà mình có. Ok, and that's it for the video. Hy vọng là các em có thể hiểu được cái cách mà chúng ta vừa trả lời một câu hỏi part 3. Ban đầu thì có vẻ nó sẽ hơi challenging một chút, nhưng mà khi mà mình đã có hướng đi là chia làm hai nhóm tuổi thì cô hy vọng là cái cách trả lời này sẽ khiến các em dễ dàng hơn khi có thể nói được ở trong phòng thi. Ok, hẹn gặp lại tất cả các em ở những video tiếp theo nhé. Bye!